Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì xin thưa các bác rằng là có vẻ như là Quảng Ngãi, địa phương Quảng Ngãi đang gặp hạn. Bởi vì vừa rồi chỉ riêng một cái vụ liên quan đến hậu pháo thôi, và các bác có thể thấy rằng là hai chủ tịch và một bí thư thì đã bị bay chức, một cựu bí thư bay chức, một đương kim chủ tịch bay chức. Thật là đáng sợ. Cái vụ hậu pháo nó nổ một cách rất là kinh hoàng, và không biết rằng là cái sức tàn phá của nó thì còn đến đâu nữa. Và ngày hôm nay thì xin thưa với các bác, chân dung của các bác đang nhìn bên cạnh này thì đấy là người phụ nữ có thể nói rằng là rất là tài năng, rất là giỏi giang. Bà thì tên là Trần Thị Lâm và chủ của tập đoàn Hoa Lâm, và cũng là nơi sở hữu ngân hàng Bản Việt, ngân hàng Vietbank, tôi nhầm một chút nha, Vietbank. Và thật sự với những cái thông tin ngày hôm nay thì người ta có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Để nói về tập đoàn Hoa Lâm thì các bác có thể nhớ tới con xe Kimco, hay chúng ta gọi là Harley Kimco, thì đây chính là người sáng lập ra cái đó. Và tôi không nhiều lời với các bác nữa, tôi sẽ chia sẻ với các bác thông tin ngay bây giờ. Đó. Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, tức là Vietbank, thì vừa có quyết định miễn nhiệm chức danh là Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Lâm theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó thì bà Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc vào tháng 5 năm 2023. Tức là đến bây giờ thì bà tồn tại cũng chưa được 1 năm luôn ở cái cương vị là Phó Tổng Giám đốc. Và sau quyết định nêu trên thì ban điều hành Vietbank hiện tại còn lại 7 người, trong đó thì bà Trần Tuấn Anh là Tổng Giám đốc của ngân hàng. 6 phó tổng giám đốc còn lại thì lần lượt là các ông là Đỗ Khoa Hiệp, nguyên tiến sĩ Phạm Danh, Nguyễn Trọng Phúc và bồ bà Ngô Trần Đoan Trình và bà Phạm Thị Mỹ Chi. Và trên website ngân hàng thì bà Trần Thị Lâm được giới thiệu là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn xây dựng Vietbank những ngày đầu thành lập năm 2006. Tức là bà đã thành lập ngân hàng này từ rất lâu rồi chứ không phải là mới. Và thông tin này, một phó tổng giám đốc mà tại sao lại được rất nhiều báo chí đưa lên cái trang nhất thông tin vì rời khỏi cái chức vụ. Người ta thường thường người ta chỉ quan tâm tới Người ta thường thường người ta chỉ quan tâm tới tổng giám đốc chứ, hoặc là phó tổng giám đốc chứ. Thế nhưng mà giới ngân hàng nó kỳ lạ thế đấy. Đến ngay cả bà Trương Mỹ Lan, các bác có thể thấy rằng là bà chả giữ cái chức vụ gì ở bên SCB, thế nhưng mà vẫn phải ra tòa. Và nhiều chủ tịch hội đồng quản trị, nhiều phó, như là nhiều tổng giám đốc và nhiều phó tổng giám đốc cũng bị dính vào cái vòng lao lý. Không hiểu tại sao mà báo chí lại đưa cái việc mà bà Trần Thị Lâm này là một phó tổng thôi, rời chức vụ, mà thật sự đưa cái tin rất là căng thẳng. Tôi xin chia sẻ với các bác chân dung của bà Trần Thị Lâm để các bác và mọi người là hiểu theo một chút thế này. Bà Trần Thị Lâm thì sinh năm 1959 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng là Quảng Ngãi tàu này có vẻ gặp vận hạn. Bà Trần Thị Lâm thì sinh năm 1959 tại huyện Sơn Tịnh của Quảng Ngãi và tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị và điều hành, bà được Hội đồng Quản trị Vietbank bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng này từ ngày 19 tháng 5 năm 1 năm 2023, tức là đúng ngày sinh nhật Bác Hồ. Bà Trần Thị Lâm là một trong những cổ đông sáng lập đầu tiên của Vietbank, bên cạnh những pháp nhân có liên quan đến tập đoàn Hoa Lâm, ngân hàng Á Châu, ACB và công ty Diệu Huyền. Để nhắc lại thì các bác nhớ là ACB thì liên quan tới Bầu Kiên, còn bà Diệu Huyền thì liên quan tới một cái vụ lùm xùm liên quan tới cưới một cô MC cho con trai mình và mua con Rolls Royce. Nhưng đây, bây giờ chúng ta quay trở lại bà Trần Thị Lâm. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày nhọc nhằn và thiếu thốn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lớn lên trong nghèo khó, hơn ai hết bà Lâm hiểu rằng phải nỗ lực hết mình mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy, ý thức thay đổi cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi phải làm việc miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Bà Lâm đã từng chia sẻ. Bà Lâm thì có 5 người con, trong đó có 3 cô con gái. Bà luôn trăn trở phải làm một điều gì đó để thoát nghèo và lo được cho các con. Năm 1993, bà cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên. Sau này thì đổi tên thành công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoa Lâm, tức là tập đoàn Hoa Lâm. Bằng những tìm tòi sáng tạo, năm 1998, bà độc quyền bán xe máy của hãng Delim Hàn Quốc. Trong giai đoạn 1999-2004, Hoa Lâm sản xuất và kinh doanh xe máy với thương hiệu chính là Halim. Sau đó thành lập liên doanh Hoa Lâm Kimco, chuyên sản xuất và lắp ráp kinh doanh xe máy tay ga thương hiệu Kimco. Với sự nhạy bén cho kinh doanh, bà Lâm đã sớm nhận ra không thể cạnh tranh với xe Nhật Bản. Bà quyết định thoái dần 70% vốn trong liên doanh của Hoa Lâm Kimco cho đối tác nước ngoài và rút hoàn toàn vào năm 2007. Cuối năm 2006, tập đoàn Hoa Lâm cùng các cổ đông khác thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, tức là Vietbank, với vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng. Thời điểm đó, ông Dương Ngọc Hòa, tổng giám đốc Hoa Lâm, tức là chồng của bà Trần Thị Lâm, làm chủ tịch Vietbank. Đến tháng 4 năm 2001, thì con trai bà Trần Thị Lâm là Dương Nhất Nguyên đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Vietbank cho tới nay. Tiền thân nhóm cổ đông góp vốn và xây dựng Vietbank là các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Kiên là Bầu Kiên. Trong thời gian từ ngày mùng 6 tháng 12 2018 tới mùng 6 tháng 1 năm 2019, ông Nguyễn Đức Kiên thì đang thụ án ấy, thì đã bán toàn bộ 6,61 triệu cổ phiếu sở phần số cổ phần sở hữu tại Vietbank, tương đương với 2,035% vốn điều lệ ngân hàng. Và việc này thì ông Đức Kiên cũng đã công khai tuyên bố trong cái phiên tòa, tức là đang có nhu cầu dùng tiền mặt, cho nên là xin lỗi các cổ đông, tôi phải bán vốn. Sau khi Bầu Kiên bán cổ phần, nhóm nữ đại gia Trần Thị Lâm thuộc tập đoàn Hoa Lâm xuất hiện tại Vietbank. Không chỉ tham gia vào lĩnh vực xe máy và ngân hàng, bà Lâm còn mở rộng sang lĩnh vực y tế và bất động sản. Năm 2019, thì tạp chí Forbes tại Việt Nam thì đã bình chọn tập đoàn Hoa Lâm là một trong 20 gia đình kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. Bà Lâm có góp mặt trong top 50 những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam, bên cạnh các nữ tướng quen thuộc như là Thái Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Phương Thảo của tập đoàn Vietjet. Như vậy thì các bác có thể thấy rằng là Hoa Lâm là một tập đoàn là truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ sản xuất lắp ráp, nhưng mà sau đó thì chuyển sang lĩnh vực là tài chính, bất động sản và bây giờ là thậm chí rằng là cả lĩnh vực y tế nữa. Có một điều tôi chưa chia sẻ trên kênh mình ấy. Châu Á của chúng ta có câu rất hay. Hai câu. Một câu rằng là một nghề cho chín thì còn hơn chín nghề. Bắt đầu từ một nghề, rất nhiều người đã kiếm được tiền, sau đó là chuyển sang lĩnh vực là bất động sản, y tế, rồi tài chính, ngân hàng. Các bạn có thể thấy là đa ngành đa nghề, bổ sung thêm nghề hoặc là chuyển hẳn sang nghề đó. Thế thì có phải là cái câu đó không? Nhưng mà châu Á chúng ta có cái câu rằng là bỏ trứng vào nhiều giỏ chứ không được bỏ trứng vào một giỏ, bảo toàn cái số tài sản của mình, đúng không? Thế thì chả biết câu nào mới là câu đúng. À, tôi chỉ tiếc rằng là trong những lĩnh vực mà thật sự người ta cần một cái sự tâm huyết thì nhiều người đã rũ bỏ ra đi vì cái tiếng thơm, cái mùi hương và cái mùi béo ngậy của cái lợi nhuận bất động sản, rồi tài chính ngân hàng. Để rồi từ đó bắt đầu là cái vết trượt dài trên mỗi chặng đường. Cho nên ấy, tại sao mà tôi ác cảm với ngành bất động sản? Là bởi vì từ những năm 2007-2008 chúng tôi cũng đã nhận ra được cái điều đó. Bởi vì khi cái miếng bánh bất động sản cái lợi nhuận nó quá cao thì đương nhiên nó sẽ gần như rằng là nó sẽ ăn hết phần và dần dần nó sẽ giết chết những cái lĩnh vực khác. Một là phó tổng giám đốc giới chức và rất nhiều báo chí đưa tin
thì tôi cũng không rõ sẽ câu chuyện gì xảy ra với bà Trần Thị Lâm, nhưng dù sao thì cũng có thể nói rằng là ngưỡng mộ một cái sức phấn đấu của người phụ nữ thì là bà Trần Thị Lâm. Cảm ơn các bác rất là nhiều.